Mến chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ Minh Hải TV trong suốt thời gian qua. Hôm nay Minh Hải TV xin mời quý vị và các bạn trở lại với khu vực cầu Thăng Long. Đây là một cây cầu bắc qua sông Hồng tại vị trí km số 6+300 trên đường Vành Đai 3, nối quận Bắc Từ Liêm với huyện Đông Anh ở Hà Nội. Cây cầu này đã từng được xem là công trình thế kỷ của Việt Nam tại thời điểm đó dưới sự hỗ trợ của Trung Quốc và Liên Xô. Cầu được chính thức khánh thành vào năm 1985 sau 11 năm thi công. Đây có thể nói là cây cầu ở Hà Nội có thời gian xây dựng lâu nhất từ trước tới nay. Có lẽ thì nó cũng có một số các cái biến cố trong lịch sử. Tuy nhiên thì Minh Hải TV sẽ không đề cập ở đây. Về cấu trúc thì cầu Thăng Long dài khoảng hơn 3 km với cấu tạo là cầu dàn thép chia thành 25 nhịp phần cầu chính và 46 nhịp cầu đường dẫn của đường sắt và xe thô sơ. Cầu được bố trí thành 2 tầng. Tầng trên thì dành cho xe cơ giới, rộng khoảng trên 20m mặt cầu. Phía trên mặt cầu thì được trải bằng thép tấm, có trải nhựa phía trên, có tổng cộng là 4 làn xe. Còn tầng dưới thì có 2 phần riêng biệt, mỗi bên là có một làn đường dành cho xe máy và các xe thô sơ, rộng khoảng 3,5m. Còn cái phần chính giữa là cái phần dành cho tàu hỏa. Đây chính là cái tuyến đường sắt Văn Điển Bắc Sông Hồng, với cái chiều rộng bề ngang này khoảng trên 11m. Thì ngay khi lên cầu, quý vị và các bạn có thể quan sát thấy ở phía trên có một cái làn đường dành cho xe cơ giới được uốn cong chạy vào phía cầu Thăng Long này. Đó chính là cái con đường Phạm Văn Đồng được dẫn lên trên cầu Thăng Long này, nằm ở Vành Đai 3. Trong cái thi công thực tế so với thiết kế thì cầu Thăng Long này cũng bị thiếu sót so với bản thiết kế, khi mà người ta đã không xây dựng hai cái tháp ở hai đầu cầu, một cái thì ở phía bên Bắc Từ Liêm, cái thời điểm đó thì gọi là Từ Liêm, còn một cái thì ở phía bên Đông Anh. Thì sau khi đưa vào vận hành khoảng 20 năm, tính từ năm 1985, thì cầu Thăng Long được sửa chữa lần đầu tiên vào năm 2009 do bị hư hỏng ở trên bề mặt. Khi đó thì cái sự kết dính giữa cái lớp nhựa ở phía trên và cái lớp bề mặt thép ở phía của cầu ở phía dưới nó bị suy giảm, gây ra cái hiện tượng là nó trượt cái bề mặt bê tông nhựa đó, tạo ra các cái vết nứt ngang, nứt xiên, hoặc là nó bị dồn ụ cái nhựa ở trên mặt đường. Đấy, làm cho các cái xe di chuyển qua đây gặp rất nhiều khó khăn. Thì đến năm 2013 thì cầu Thăng Long lại được sửa chữa một lần nữa. Lần này thì đã rút kinh nghiệm của cái lần sửa chữa đầu tiên là năm 2009. Thì năm 2009 ấy, thì phương án sửa chữa là người ta trải lại cái phần nhựa ở phía trên này. Đấy. Bóc cái toàn bộ cái lớp nhựa cũ đi và sau đó thì trải lại nhựa ở phía trên. Tuy nhiên thì cái phương án sửa chữa của năm 2009 thì đơn vị thi công cũng đã không đáp ứng được cái chất lượng thi công, khiến cho cầu bị lại tiếp tục bị hư hỏng sau một cái thời gian ngắn vận hành trở lại. Thì đến năm 2013 thì cầu Thăng Long được sửa chữa theo cái công nghệ của Mỹ. Thì với cái công nghệ này thì người ta sẽ bóc toàn bộ cái lớp nhựa ở phía trên dày khoảng 4-5 cm, còn lại thì cái phần kết dính giữa lớp nhựa và cái lớp thép ở phía dưới thì người ta sẽ bóc bỏ bằng cách thủ công để không làm hư hỏng đến cái việc là chống thấm.
Sau đó thì người ta sẽ sử dụng cái công nghệ của Mỹ, một cái máy giải nhựa theo công nghệ của Mỹ, kết hợp với cả cái chất liệu bám dính đặc biệt để trải lại cái lớp nhựa phía trên. Tuy nhiên thì sau một thời gian thì lớp bê tông nhựa này lại bị xô trượt và nó tạo nên cái khe nứt, khiến cho nước mưa bị lọt xuống và đọng ở trên bề mặt thép, nó làm phá hủy cái lớp bê tông nhựa này. Các cái vết nứt dọc cầu nó làm cho cây cầu này bị hư hại một cách đáng kể. Thì sau cái đợt sửa chữa đó thì đến năm 2016 thì Đại học Giao thông Vận tải có trụ sở chính ở gần cầu Giấy ấy, đoạn gần với công viên Thủ Lệ ấy. Đấy, trường Đại học Giao thông Vận tải thì các chuyên gia cũng đã nghiên cứu và đưa ra một cái giải pháp để khắc phục cái hiện tượng xô lệch lớp nhựa trên mặt cầu. Đấy, thì người ta cũng đã tiến hành thí điểm cái giải pháp này. Đấy, thì cũng đã khắc phục được cái vết nứt ở trên cầu và cái hiện tượng xô lệch cái lớp nhựa bám ở trên mặt cầu. Tuy nhiên thì những cái vết nứt dọc thì lại không khắc phục được. Và đến nay thì cuối năm 2018 thì Tổng cục Đường bộ cũng đã đề xuất ra 5 phương án để khắc phục cái vấn đề xô lệch cái lớp nhựa ở trên mặt cầu Thăng Long. Thì cái giải pháp thứ nhất thì người ta đưa ra là người ta sẽ không động đến cái lớp bản thép ở phía dưới, mà chỉ lại làm lại cái lớp kết dính băng keo bằng epoxy để kết hợp với lại cài đá như là cái cách mà Liên Xô đã làm trước đây. Sau đó thì thảm bê tông nhựa có cốt sợi thủy tinh để làm cho cái khả năng chịu lực của cái lớp nhựa này tốt hơn. Ngoài ra thì họ sẽ trải hai cái lớp bê tông nhựa, giữa hai lớp thì có sợi thủy tinh để tăng khả năng chịu kéo và chống nứt. Thì theo đánh giá của Tổng cục Đường bộ thì cái phương án này nó đơn giản, ít tốn kém, nhưng mà nó sẽ không xử lý được triệt để những cái hiện tượng nứt ở trên cầu này. Còn cái giải pháp thứ hai thì người ta đưa ra là người ta sẽ sửa lại những cái bản thép và làm lại kết dính bằng keo epoxy kết hợp với cài đá như là Liên Xô đã làm. Sau đó thì thảm cái bê tông nhựa có cốt sợi thủy tinh lên. Thì cách làm cụ thể là sửa chữa tổng thể cả bản thép mặt cầu, cũng như là tăng độ cứng, tăng khả năng chịu lực cho lớp bản thép. Sau đó thì sửa mặt cầu như là cái giải pháp 1 đã đưa ra ở trên. Thì cái giải pháp này thì cũng có thể khắc phục được hết các cái hư hỏng, nhưng mà nó có một cái nhược điểm là nó tốn kém kinh phí, kéo dài thời gian, khó đảm bảo giao thông, bởi vì cái đường sắt thì không thể nào mà dừng lại được. Về đường bộ thì có thể là các phương tiện di chuyển qua cầu Nhật Tân. Sau khi cầu Nhật Tân đưa vào thì cái lưu lượng giao thông đẩy sang cầu Nhật Tân đỡ gánh cho cái cầu Thăng Long này cũng rất là nhiều. Thì các phương tiện đường bộ có thể di chuyển sang cầu Nhật Tân, nhưng mà tuy nhiên thì đường sắt thì không thể nào mà ngưng lại được. Còn cái giải pháp thứ ba là cho hàn cái lưới thép ở trên bản mặt cầu, sau đó thì làm cái lớp bám dính bằng nhựa nóng và thảm bê tông nhựa, sử dụng các cái loại bê tông nhựa gia cường có cốt sợi thủy tinh để nó cải thiện cái khả năng chịu kéo của bê tông nhựa. Nhưng mà tuy nhiên thì cái phương pháp này thì các chuyên gia cũng lo ngại là trong cái quá trình hàn ấy, thì nó sẽ phát sinh ra nhiệt và có thể làm biến dạng cái thép ở trên cầu. Còn cái giải pháp thứ tư, mà các chuyên gia đưa ra thì đó là tăng cường ở trên các cái bản thép bằng một cái lớp bê tông có tính năng, tức là một cái lớp bê tông nữa, tính năng cao dày khoảng 5 cm, có lưới cốt thép, sau đó thì mới thảm bê tông nhựa lên trên. Thì phương án này thì có thể cải thiện được cái hiện tượng nứt dọc cầu do là tăng cái độ cứng của bản thép. Nhưng mà tuy nhiên thì nó sẽ làm tăng tải, tăng cái tải trọng, và trong quá trình khai thác phát sinh nhiệt thì có thể làm biến dạng cái bản thép hoặc là làm bong bật các cái mối hàn này. Đấy là cái giải pháp thứ tư. Thế còn giải pháp thứ năm thì là người ta sẽ sử dụng cái lớp bám dính bằng keo epoxy chuyên dụng, tạo cái lớp bám dính bề mặt thép và cấy đá dăm lên trên cái lớp keo đó, tạo nhám
để chống trượt. Sau đó thì sẽ làm một cái lớp bê tông cốt thép có gia cường các cái lưới thép hàn dày khoảng 3 phân và một cái lớp bê tông nhựa dày 3 phân nữa lên trên. Thì 5 cái giải pháp này đưa ra thì cũng đã được Bộ Giao thông đề xuất đưa ra. Tuy nhiên thì cũng không rõ là sẽ được lựa chọn cái giải pháp nào. Nhưng mà tuy nhiên thì cái tiêu chí mà bên Bộ Giao thông đưa ra là sẽ cải thiện được cái tình hình của cầu Thăng Long để đạt được cái mức bền vững ít nhất là phải 10 năm không phải sửa chữa lại. Cũng phải tính đến cái chuyện là chống cái việc mà lãng phí cứ vài năm lại sửa chữa thì sẽ không đảm bảo được. Thế thì cái công trình này hiện nay mới đang được dừng ở cái bước là đưa ra những cái giải pháp để khắc phục cái sự cố. Thì Minh Hải TV cũng sẽ theo dõi và cập nhật cái công trình này để gửi đến quý vị và các bạn những cái thông tin cập nhật nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu quý vị và các bạn thấy hay thì hãy bấm nút like và chia sẻ video này cho mọi người cùng xem. Và đừng quên là nhấn nút đăng ký, kèm theo nhấn cái chuông ở bên cạnh nút đăng ký để tiếp tục nhận được những cái thông tin mới nhất của Minh Hải TV. Còn bây giờ, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.